Xin chào tất cả các bạn. Mình tên là Lê Vũ Ngọc Ánh, học sinh lớp 5D trường tiểu học Tiên Lục, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Các bạn thân mến, từ bao đời nay, hiếu học và ham đọc sách là một trong những truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Trong lịch sử nước ta đã có biết bao nhà hoạt động chính trị cũng như học giả lỗi lạc đều là những người say mê đọc sách và tự học. Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ta là một trong những hậu nhân xuất sắc tiếp nối truyền thống tốt đẹp ấy. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nhà nho, cậu bé Nguyễn Sinh Cung đã được cha truyền dạy lòng ham mê đọc sách. Việc đọc sách là đáng quý lắm, ngày nào chưa đọc được 10 trang sách là ngày đó nhịn đói nhịn khát. Sự nuôi dưỡng từ nhỏ của cha đã hình thành trong tư tưởng của người niềm đam mê với sách báo. Sách báo cũng dần trở thành người bạn thân thuộc của người trong suốt cuộc đời. Với người, có bao nhiêu nhà văn, nhà thơ, nhà nghiên cứu đã viết về Bác bằng sự say mê và lòng kính yêu. Trong đó, yếu tố được nói đến nhiều nhất, cái tạo nên phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh, đó chính là ham đọc sách báo và tinh thần tự học suốt đời. Hưởng ứng cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc năm 2024, Ngọc Ánh rất vui khi được giới thiệu cho các bạn cuốn sách Bác Hồ với việc đọc và tự học. Cuốn sách Bác Hồ với việc đọc và tự học do tiến sĩ Vũ Dương Thúy Nhà, nguyên vụ trưởng Vũ Thư viện, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch sưu tầm và biên soạn. Sách dày 177 trang, khổ 20cm. Cuốn sách giới thiệu với bạn đọc người bạn đường tri kỷ của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ấy là sách báo. Bác Hồ của chúng ta có một tình yêu đặc biệt đối với sách báo từ rất sớm. Ở người, hình thành nhu cầu về văn hóa đọc sách báo. Có thể nói, người là hiện thân sinh động và cảm động về việc đọc. Việc tự học và đọc sách báo mỗi ngày với Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành nhu cầu không thể thiếu đối với đời sống và hoạt động. Đó thực sự là một tấm gương sống về giá trị và lựa chọn giá trị để chúng ta noi theo. Nhất là đối với các bạn trẻ đang vào đời lập thân, lập nghiệp. Cuốn sách chia thành 3 phần. Phần 1, Bác Hồ với việc đọc. Phần 2, Bác Hồ với việc tự học. Phần 3, Bác Hồ phát biểu về sách báo, về việc đọc và tự học. Ở phần thứ nhất, Bác Hồ với việc đọc. Sách báo qua ngòi bút của tác giả, hiện thân như người bạn tâm giao, gắn liền với thời niên thiếu của người, kế thừa truyền thống ham đọc sách của dân tộc và gia đình. Người đã say mê đọc sách ngay từ khi còn nhỏ. Trong phần thứ 2 và phần thứ 3 của cuốn sách, tác giả cho chúng ta cảm nhận được quan điểm của Hồ Chí Minh về tự học. Tấm gương tự học của người, Bác rất coi trọng phương pháp, nhất là tự học ngoại ngữ, học viết báo, cùng những chỉ dẫn thiết thực mà Bác đã truyền kinh nghiệm cho chúng ta về cách nói, cách viết, cách thu thập tài liệu, cách sử dụng tài liệu, tư liệu vào việc nghiên cứu, tuyên truyền sao cho đạt mục đích, tăng hiệu quả, hợp đối tượng. Đó thực sự là bài học quý cho mỗi chúng ta. Suốt cuộc đời mình, Bác không ngừng đọc. Người đọc với mong muốn chất lọc những tinh hoa, văn hóa nhân loại, kế thừa các học thuyết tư tưởng lỗi lạc của thời đại để rồi dẫn dắt con thuyền cách mạng Việt Nam đến bến bờ độc lập, cập bến vinh quang. Còn sống là còn phải học, còn phải hoạt động cách mạng. Người căn dặn mỗi người, nhất là thanh niên, phải ham học, ham làm, ham tiến bộ. Chúng ta đang nỗ lực xây dựng một xã hội học tập, văn minh. Muốn vậy, phải chú trọng giáo dục, ý thức, thái độ cho mọi người về việc tự học, học suốt đời theo chỉ dẫn của Bác Hồ. Với lời văn giản dị và trong sáng, tiến sĩ Vũ Dương Thúy Ngà như đã hóa thân mình vào từng con chữ để tái hiện lại cho chúng ta về một vị lãnh tụ tài ba, cao cả nhưng cũng vô cùng gần gũi, thân thương trong từng thói quen đọc sách và tự học. Cuốn sách đã cho chúng ta những hiểu biết mới về quan điểm của Bác Hồ trong vai trò của sách báo và phương pháp đọc sách báo của người. Các bạn ạ, sách là kho báu trí tuệ vô biên, vô cùng quý giá. Học cũng chính là một hình thức tiếp thu và học hỏi, cho nên Bác Hồ có câu học, học nữa, học mãi để nhắc nhở chúng ta rằng học không bao giờ là đủ, tri thức giống như muôn ngàn đỉnh núi, núi cao có núi cao hơn. Bác chính là tấm gương sáng trong việc tự đọc và tự học để mình cũng như các bạn
chúng ta hãy cố gắng học tập rèn luyện mỗi ngày để xứng đáng là con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Kính thưa các thầy cô giáo và các bạn học sinh, hiện nay dưới sự bùng nổ của công nghệ thông tin, Internet, các thiết bị không dây, thói quen đọc sách ngày càng bị mai một. Tuy nhiên, các bạn thiếu nhi ở vùng sâu, vùng xa lại vô cùng thiếu thốn các loại sách. Em xin đề xuất một số biện pháp như sau. Đối với thư viện cộng đồng, cần có đủ chỗ ngồi cho các bạn đọc. Có sự trao đổi sách với các thư viện thân thiện, cần tạo các góc nhỏ trong thư viện như góc vui chơi, góc sáng tạo, góc viết vẽ để thu hút các bạn đọc. Ngoài ra, cần có các chính sách khuyến khích học sinh đến với thư viện như các cuộc thi đọc sách, thi viết lời giới thiệu sách. Đồng thời, thường xuyên khuyến khích các bạn học sinh tặng sách cũ cho thư viện để tăng thêm đầu sách. Đối với các bạn học sinh vùng sâu, vùng xa, em sẽ vận động các bạn trong liên đội và nhờ thầy tổng phụ trách phát động các trường trong huyện ủng hộ sách cũ cho các bạn để các bạn có sách đọc. Em nghĩ nhà nước cũng cần tạo điều kiện về cơ sở vật chất, về phòng đọc, giá sách, bàn ghế phù hợp để các bạn có địa điểm đọc sách. Còn đối với các bạn học sinh khuyết tật, em nghĩ cũng nên có những khu vực riêng và bàn ghế, kệ sách và sách chữ nổi để các bạn có thể cập nhật kiến thức như tất cả các bạn học sinh bình thường khác. Một số biện pháp em nghĩ là phù hợp với mọi nơi và mọi lứa tuổi, đó là phát triển thư viện điện tử. Vì các bạn đều được tiếp cận thiết bị thông minh từ sớm và hầu như các trường vùng núi hiện nay đều có mạng Internet nên việc này sẽ không khó. Khi có thư viện điện tử, các bạn sẽ được tìm tòi nhiều cuốn sách hay và sẽ tránh xa các trò chơi game và những trang web có nội dung xấu. Bằng tất cả những biện pháp trên, em nghĩ tất cả các trường ở các địa phương khác nhau sẽ đều có thể áp dụng được. Các bạn trong lứa tuổi tiểu học sẽ đều được hưởng lợi và có cơ hội tiếp xúc với kho tàng tri thức của nhân loại. Từ đó, nâng cao kiến thức của bản thân, giúp các bạn ham học hơn, tạo sức hút cho các bạn đến trường, xua tan những mệt mỏi sau giờ học. Em cũng mong rằng, tất cả các thầy cô và các bạn sẽ đều là những bạn đọc quen thuộc của thư viện. Cuối cùng, mình xin chúc các bạn có thật nhiều sức khỏe, luôn chăm ngoan, học giỏi. Đặc biệt, chúc các bạn sẽ tìm được nhiều tri thức trong kho tàng sách của thư viện. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!